Phụ kiện Hoa Thiên Phát xin chào tất cả các anh chị đang xem live ngày hôm nay ạ. Dạ hôm nay bên em sale set hộp cho mình nha mấy anh chị. Hôm nay em sale set hộp, em xả set hộp cắm hoa thương hiệu cho mình nha mấy anh chị ơi. Chị đang xem like chấm bài cho em nha. Dạ em chào chị Hoàng Thúy đang xem ạ. Hôm nay em like xả set hộp cho mình nè mấy anh chị. Hôm nay em sale cho mình set hộp này với giá là 100.000 nha mấy anh chị. Một set hộp lớn này bên trong bao gồm là có thêm hai hộp nhỏ nữa nha mấy anh chị. Dạ, phụ kiện Hoa Thiên Phát xin chào anh chị đang xem live ngày hôm nay ạ. Dạ, em chào shop hoa tươi Yến Phụng ạ. Dạ hôm nay em sale set hộp cho mình nè mấy anh chị. Đây là set hộp lớn nha mấy anh chị. Bên trong bao gồm có thêm hai set hộp nhỏ nữa ạ. Chỉ có 100.000 một set thôi nha mấy anh chị ơi. Dạ đây ạ. Đây là set hộp lớn nha mấy anh chị. Một set lớn như vậy bên trong nó sẽ bao gồm thêm hai hộp nhỏ nữa nha mấy anh chị ơi. Chỉ có 100.000 một set thôi ạ. Này chỉ có 100.000 một set thôi nha mấy anh chị. Bây giờ em lên mẫu Dior cho mình nha mấy anh chị. Mẫu này bên em có rất là nhiều màu ạ. Dạ đây là màu nu nè mấy anh chị. Bên trong nó bao gồm thêm hai set hộp nữa nha mấy anh chị, hai set hộp nhỏ nữa ạ. Dạ đây ạ, đây là một cái set hộp nhỏ hơn và bên trong có thêm một cái nữa. Chỉ có 100.000 một set thôi nha mấy anh chị ơi. Dạ đây ạ. Một set như vậy là chỉ có 100.000 thôi nha mấy anh chị. Đường tận 3 hộp. Đây là màu nâu này mấy anh chị. Dạ đây là mẫu Dior màu xanh này mấy anh chị. Màu xanh này rất là đẹp nha. Đây là màu xanh. Màu xanh này rất là đẹp. Màu này là màu đen nè mấy anh chị. Đây là set hợp màu đen nha. Dạ em chào Hoa Tươi Xuyên Mộc đang xem like của em ạ. Anh chị đang xem like chấm bài giúp em nha. Cho em xin một nút chia sẻ ạ. Dạ đây là màu đen nè mấy anh chị. Set hộp Dior màu đen nha. Dạ. Đây là màu đỏ nè mấy anh chị. Màu đỏ đô nha mấy anh chị. Đỏ đậm á. Màu này ở ngoài rất là xinh nha mấy anh chị.
Chỉ có 100 ngàn một set thôi nha mấy anh chị ơi. Một set như vậy mà được tận 3 hộp, quá rẻ, chỉ có 100 ngàn thôi ạ. Đây nè mấy anh chị, đây là màu xanh, bên trong có thêm hai hộp nhỏ đó nha mấy anh chị. Đây nha mấy anh chị, 100 ngàn một set được 3 hộp nha mấy anh chị ơi. Anh chị đang xem like chấm bài chia sẻ giúp em nha mấy anh chị. Đây là hộp nhỏ nhất nè mấy anh chị, đây là set hộp, cái hộp này là hộp nhỏ nhất nha. Ra đây ạ. Dạ đây là cái hộp này là size trung bình nè mấy anh chị. Đây là hộp này là size trung bình nha. Đây là size lớn nè mấy anh chị. Cái hộp này là size lớn nhất nè. Chỉ có 100 ngàn mà được tới 3 set hộp được nha mấy anh chị. Giờ đây ạ. Đây là 3 hộp nha mấy anh chị. Đây là size nhỏ nhất nè, size nhỏ nhất là cái này. Size nhỏ nhất nha mấy anh chị. Dạ còn đây là size trung bình nè. Món này là size trung bình nè mấy anh chị. Còn món này là size lớn nha. Chỉ có 100 ngàn một set thôi nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng nhắn tin qua Zalo trực tiếp giúp em nha, sẽ có người tư vấn cho mình ạ. Bây giờ em like thêm, em lên cho mình mẫu khác nha mấy anh chị. Dạ đây là mẫu gu xì nè mấy anh chị. Mẫu này rất là đẹp nha. Mẫu này là mẫu hot nhất bên em nè mấy anh chị. Chỉ có 100 ngàn một set thôi nha mấy anh chị, mà được tận tới 3 hộp lận. Đây nè mấy anh chị xem, mẫu này rất là đẹp nha. Bên trong bao gồm được 3 hộp nha mấy anh chị. Đây là size nhỏ nè mấy anh chị. Cái này là size nhỏ nha. Có in chữ cho nên nữa nè mấy anh chị. Dạ chỉ có 100 ngàn một set thôi nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Đây là size nhỏ nè mấy anh chị. Đây size nhỏ nè. Đây là size trung bình nè nha mấy anh chị. Đây là size trung bình nè. Còn đây là size lớn nè mấy anh chị ơi. Size này là size lớn nha. Chỉ có 100 ngàn một set mà được tận tới 3 hộp lận nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Mình đặt hàng từ 10 set trở lên bên em sẽ để cho mình với giá là 95 ngàn nha mấy anh chị.
20 set bên em để cho mình với giá là 90.000 ạ. Anh chị đặt hàng thì có nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em. Set hộp này chỉ có 100.000 một set thì mấy anh chị được tận tới 3 hộp lận nha. Đây à. Mẫu này là rất là hot bên em nha mấy anh chị. Cái mẫu này là cái nắp là màu vàng kim đó nha mấy anh chị. Cái mẫu này rất là đẹp luôn. Bây giờ em lên tiếp mẫu khác cho mình nha mấy anh chị. Đây là cái mẫu LV nha mấy anh chị. Em đưa một số mẫu cơ bản cho mình xem, mình đặt hàng thì có nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em, sẽ có người tư vấn cho mình nha mấy anh chị. Em gửi bản màu cho mình tham khảo ạ. Đây là mẫu LV nè mấy anh chị. Đây là set hộp nhỏ nhất nè mấy anh chị. Đây là set hộp nhỏ nhất nha. Mẫu này bên em cũng đang sale với giá là 100.000 một set hộp luôn nha mấy anh chị. Đây là size nhỏ nhất đây ạ. Dạ, còn đây là size trung bình nè mấy anh chị. Mẫu này cái ở ngoài cái màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Đây là size trung bình nè mấy anh chị ơi. Đây là size nhỏ và size trung bình nha mấy anh chị. Dạ, còn đây là size lớn nè. Size lớn nè nha mấy anh chị. Có hai màu, hai kiểu. Màu hồng bên em có hai kiểu nha mấy anh chị. Đây là mẫu Dior nè nha mấy anh chị, Dior màu hồng nè. Còn đây là LV nha mấy anh chị. Đây là Dior nha mấy anh chị. Dior màu hồng đây ạ. Còn đây là mẫu LV nè mấy anh chị ơi. Hai mẫu, mẫu nào cũng rất là xinh nha, chỉ có 100.000 một set hộp thôi nha mấy anh chị. Mà được tận tới 3 hộp lận nha. Đây ạ. Đây là mẫu LV nè mấy anh chị, hộp này là size lớn nhất nha. Đây là size trung bình nè mấy anh chị. Size này là size trung bình. Con này là size nhỏ đây mấy anh chị. Size này là size nhỏ nha, size nhỏ hơn đây ạ. Size trung bình thì nó đây, còn đây là size nhỏ hơn này nha mấy anh chị. Anh chị đang xem like chấm bài chia sẻ giúp em nha mấy anh chị ơi. Hôm nay em sale chỉ với giá là 100.000 một set thôi nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Bây giờ em lên cho mình giỏ may nha mấy anh chị. Em lên cho mình mẫu giỏ may cắm hoa nha. Dạ, đây là giỏ may oval này nha mấy anh chị. Giỏ này là giỏ may oval nè. Bên em có 3 màu nha mấy anh chị. Đây ạ. Giỏ may oval nè mấy anh chị. Bên em có 3 màu nha mấy anh chị ơi. Cái màu em cầm là cái màu đậm hơn nha anh chị. Dạ, đây là màu kem này nha mấy anh chị. Màu này là màu kem nha. Màu kem là màu này nha mấy anh chị. Hôm nay em sale giỏ này cho mình với giá là 36.000 một cái thôi nha mấy anh chị ơi. Mình đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha mấy anh chị. Dạ đây ạ. 36.000 một cái giỏ may nha mấy anh chị. Màu này là màu kem nha mấy anh chị ơi. Màu này là màu kem ạ. Màu này là màu nâu đậm nha mấy anh chị ơi. Màu này là nâu đậm nha. Còn màu này là màu nâu nhạt hơn nè mấy anh chị. Một bên màu đậm, một bên màu nhạt nha mấy anh chị.
Đây là màu nhạt nha mấy anh chị ơi, màu nhạt hơn nha. Dạ con đây là màu đậm à, màu đậm hơn nè nha mấy anh chị. Bên em có 3 màu nha, hôm nay em sale cho mình với giá là 36.000 một cái thôi nha mấy anh chị ơi. Anh chị đặt hàng cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Đây là hai màu nè mấy anh chị, màu này là màu nâu nhạt nha. Đây là màu nâu nhạt à. Dạ, còn đây là màu nâu đậm nè mấy anh chị. Màu nhạt và màu đậm nha mấy anh chị. Đây là màu nhạt nha mấy anh chị, màu này là màu nhạt nha. Màu này là màu đậm à. Màu này là màu kem nha mấy anh chị, màu này rất là xinh nha. Màu này sáng luôn, rất là xinh nè. Giỏ may này hôm nay em sale cho mình với giá là 36.000 thôi nha mấy anh chị ơi. Màu này là rất là xinh nè mấy anh chị, màu này màu kem rất là xinh. Màu này mà lên giỏ cắm hoa rất là đẹp nha mấy anh chị ơi, chỉ có 36.000 một cái giỏ thôi nha. Đây, à, đây là màu kem, em có 3 màu nha, mẫu này bên em có 3 màu à. Anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha, bên em sẽ có người tư vấn trực tiếp lên đơn cho mình nha mấy anh chị. Đây là màu nâu nhạt nha mấy anh chị, giỏ rất là chắc chắn nha mấy anh chị ơi, giỏ bên em nó rất là chắc chắn nha. Đây ạ, à, đây là màu nâu nhạt nè mấy anh chị. Anh chị đặt hàng cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha mấy anh chị. Hôm nay em sale cho mình với giá là 36.000 một cái giỏ thôi nha mấy anh chị. Đây ạ. À. Đây là màu nâu nhạt nha mấy anh chị ơi, màu này là màu nâu nhạt nha. Mà còn màu này là màu nâu đậm nè mấy anh chị, màu nhạt và màu đậm nha mấy anh chị. Bên em có 3 màu nha mấy anh chị ơi, màu này là màu kem đây ạ. À. Đây là màu kem, màu này rất là xinh nha mấy anh chị, màu này sáng và rất là xinh nha, lên bó rất là đẹp. Anh chị đặt hàng cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha, bên em sẽ có người tư vấn cho mình nha mấy anh chị. Chỉ có 36.000 một cái giỏ này thôi, bên mình lên cái giỏ cắm hoa rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Mình hợp với mình thích tông màu nào thì mình có thể chọn cái giỏ màu đó về mình bó hoa rất là đẹp nha mấy anh chị ơi. Đây ạ. À. Đây là màu kem. Màu kem nha mấy anh chị, màu này sáng nha. Màu này sáng rất là đẹp. Còn đây là màu nâu nhạt đây ạ. À. Màu này là nâu nhạt nè mấy anh chị. Màu này là nâu nhạt nha. Còn màu này là màu nâu đậm nè mấy anh chị. Màu nâu đậm nè ạ. À. Anh chị đặt hàng thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Anh chị nào đang xem like á, chấm bài giúp em nha mấy anh chị. Cho em xin một nút chia sẻ nha. Đây ạ. À. Đây là màu nâu nha mấy anh chị. Màu này là màu nâu ạ. À. Còn đây là màu nâu nhạt nha mấy anh chị. Hai màu này sẽ khác nhau nha. Đây là màu kem nha mấy anh chị. Em có 3 màu, anh chị đặt hàng màu nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Bây giờ em qua cho mình mẫu giỏ may khác nha mấy anh chị. Dạ đây, đây là cái mẫu giỏ may sọt nhỏ, giỏ may sọt nhỏ nha mấy anh chị. Cái này là loại sọt nhỏ nha. Bên em có rất là nhiều mẫu giỏ may, anh chị cứ đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo giúp em, sẽ có người tư vấn cho mình nha mấy anh chị. Đây ạ. À. Đây là mẫu giỏ may sọt nhỏ nè mấy anh chị, mẫu này là sọt nhỏ nha. Hôm nay em sale giỏ này chỉ với giá là 40.000 một cái thôi nha mấy anh chị. Đây ạ, à, mẫu này giá 40.000. Mẫu này là mẫu sọt nhỏ, còn mẫu này là mẫu oval nha mấy anh chị. Nó sẽ khác nhau ha.
Mình chị em nào mình thích cái mẫu sọt thì mình có thể chọn cái mẫu sọt nha mấy anh chị. Còn đây là mẫu oval, nó sẽ bề ngang nó sẽ dài hơn. Mình thích bó, mình thích gắm hoa mẫu nào thì mình đặt hàng cái mẫu giỏ đó nha mấy anh chị. Mẫu này với giá là 40.000 một cái thôi ạ. Anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Mẫu này hôm nay em sale là 40.000 một cái nha mấy anh chị. Mẫu này là màu nâu đậm nha mấy anh chị. Màu này là màu nâu đậm nè. Bên em có rất là nhiều mẫu giỏ may, anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em, sẽ có người tư vấn cho mình nha. Đây ạ. Dạ em chào chị Thu Hà Lê đang xem like của em ạ. Mình đặt hàng gì thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em chị nha. Em tư vấn cho mình, em tư vấn em lên đơn cho mình luôn nha chị. Đây là mẫu giỏ may sọt nha mấy anh chị. Đây là sọt nhỏ, anh chị đặt hàng thì nhắn tin cho em nha. Đây là sọt nhỏ em sale cho mình với giá là 40.000. Em sale cho mình với giá là 40.000 nha. Dạ đây là mẫu giỏ may oval này nha mấy anh chị. Giỏ này là oval, em sale với giá là 36.000 trên livestream này nha. Anh chị đặt hàng nhắn tin cho em. Đây ạ, đây là giỏ may oval sọt nhỏ nha mấy anh chị. Cái này là màu kem nè. Đây là màu nâu đậm nè mấy anh chị. Màu này là màu kem. Đây là màu nâu đậm nha. Còn đây là màu nâu nhạt nè nha mấy anh chị. Mình thích màu nào thì mình đặt hàng màu đó giúp em ha. Đây là màu nâu nhạt, anh chị xem rõ không ạ? Đây là màu nâu nhạt nha. Màu này là màu nâu nhạt đây ạ. Màu nâu nhạt nha mấy anh chị. Cái giỏ này rất là đẹp nha mấy anh chị ơi. Dạ, còn đây là màu nâu đậm. Màu nâu đậm này nha mấy anh chị. Giỏ này bên em rất là cứng cáp nha mấy anh chị ơi. Đây là màu kem này nha mấy anh chị. Giỏ này là giỏ màu kem nha. Màu kem nha mấy anh chị. Em sale cho mình với giá là 36.000 một cái thôi nha mấy anh chị. Bây giờ em lên cái set hộp cho mình coi nha mấy anh chị ơi. Dạ đây set hộp cắm hoa bên em nha mấy anh chị. Một set hộp lớn như vậy á, bao gồm bên trong sẽ có là thêm hai hộp nhỏ nha mấy anh chị. Chỉ có 100.000 một set thôi ạ. Đây ạ, đây là hộp lớn nha mấy anh chị. Đây là hộp nhỏ nè. Hộp này là hộp nhỏ nè. Đây là hộp nhỏ nha. Đây là size nhỏ nhất nha mấy anh chị. Mẫu này là size nhỏ nhất nha. Em có rất là nhiều màu và nhiều mẫu nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em ha. Em tư vấn cho mình. Đây ạ. Một set hộp bự, bên trong sẽ có thêm hai cái set hộp nhỏ nha anh chị. Chỉ có 100.000 một set thôi nha mấy anh chị ơi. Cái này set hộp này về mình để cắm hoa cũng được nha mấy anh chị. Đây ạ, đây là set cái loại là nhỏ nhất size mini nha mấy anh chị. Đây là size trung bình nha mấy anh chị. Mẫu này size trung bình nè. Mẫu này là size trung bình nha mấy anh chị. Mẫu này là size trung bình nha mấy anh chị ơi. Dạ đây ạ. Chỉ có 100.000 một set thôi nha mấy anh chị ơi. Một set hộp lớn bên trong sẽ bao gồm thêm hai hộp nhỏ nha mấy anh chị ơi. Bên em có rất là nhiều màu, nhiều mẫu, anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em, sẽ có người tư vấn cho mình nha mấy anh chị. Đây ạ, đây là một hộp lớn thì bên trong sẽ có bao gồm là có những hộp nhỏ nha mấy anh chị. Ở trong đây ạ. Bao gồm sẽ có những hộp nhỏ luôn nha mấy anh chị. Đây ạ. À. 100.000 một set nha mấy anh chị ơi, chỉ có 100.000 một set thôi ạ. À. Em chào Hoa Sáp Sa Đéc đang xem like của em ạ. À. Anh chị đang xem like chấm bài giúp em nha. Dạ, đây là mẫu eo vì màu hồng nha mấy anh chị ơi.
Đây là mẫu Dior này nha mấy anh chị. Đây là mẫu Dior màu nâu nha mấy anh chị em. Đây là màu nâu. Màu nâu này nha mấy anh chị ơi. Màu này rất là đẹp nha. Bên em mẫu Dior bên em có rất là nhiều màu. Anh chị đặt hàng cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo giúp em nha. Đây, bên trong sẽ có bao gồm rất là nhiều ạ. Dạ, chị đang kiếm kệ gỗ cắm hoa đúng không chị? Chị đợi em tí nha. Đây là xếp hộp Dior em. Anh ơi, lấy giùm em cái xếp hộp, cái kệ gỗ cắm hoa. Kệ mini. Dạ đây là mẫu Dior, chị đợi em xíu nha chị. Đây là mẫu Dior màu nâu này nha mấy anh chị. Đây, đây là Dior màu xanh này nha mấy anh chị. Dior màu xanh này. Đây là màu xanh nha mấy anh chị ơi. Dior màu xanh rất là đẹp nha, màu này rất là sáng, sang rất là đẹp nha mấy anh chị, màu này sang lắm. Dạ, đây đúng không chị? Đây nè. Kệ bên em đi nha chị. Chị xem rõ không ạ? Dạ đây là kệ gỗ cắm hoa mini của em nha chị. Bên này mấy anh chị mình thêm rõ không ạ? Ở đây nó sẽ có một cái khóa gài đây nha mấy anh chị. Mình chỉ còn gài, mình không xài sử dụng tới mình sẽ để vậy. Còn khi nào mình xài mình để ở trong đây là sẽ định hình được nó nha mấy anh chị. Dạ bên em bán cái kệ mini này á, là set 10 cái giá 430 nha mấy anh chị. Set 10 cái 430 Anh chị đặt hàng thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Đây ạ. Set 10 cái 430 nha mấy anh chị. Kệ này rất là cứng cáp nha mấy anh chị ơi. Dạ em bán giá 430 một set 10 cái nha mấy anh chị. 430 một set 10 cái đây ạ. À. một set 10 cái nha mấy anh chị. Cái kệ gỗ này rất là cứng cáp nha. Anh chị đang xem like thì chấm bài giúp em nha mấy anh chị ơi. Em lên lại mẫu xếp hộp cho mình lần nữa nha mấy anh chị. Dạ đây là mẫu Dior này nha mấy anh chị ơi. Mẫu Dior này ạ. Dior màu xanh nha. Bên em có rất là nhiều màu. Anh chị đặt hàng cứ nhắn tin trực tiếp qua cho em nha mấy anh chị. Dạ đây là xếp hộp Dior màu xanh, đây là cỡ trung nha mấy anh chị. Màu này là cái này là cỡ trung, còn đây là cỡ nhỏ đây ạ. Cỡ nhỏ nha. Dạ, đây là cỡ lớn nha mấy anh chị. Cỡ này là cỡ lớn nha. Chỉ có 100.000 một set mà được tới 3 set, được tới 3 hộp luôn nha mấy anh chị, quá hời. Đây ạ. Đây một set bự bên đây là nó sẽ bỏ vô luôn nha mấy anh chị. Trăm ngàn một set thôi nha mấy anh chị, được tận tới 3 hộp rồi nha. Anh chị đang xem like chấm bài giúp em nha. Để em lên set hộp cho mình lần cuối nha mấy anh chị. Đây ạ, à, một set hộp 100.000 thì nó sẽ được 3 set hộp nhỏ ở trong đây nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha.
lên lại màu cho mình lần cuối ạ. Dạ, đây là mẫu Dior màu xanh này nha mấy anh chị. Mẫu này là Dior màu xanh. Dior màu xanh nha. Còn đây là Dior màu nâu nha mấy anh chị. Màu này là màu nâu nha. Ở màu này mà là màu đỏ này nha mấy anh chị, màu đỏ đô quá. Màu đen đi ạ. Màu đen nha mấy anh chị. Màu này là màu nâu nè. Đây là màu đen nha mấy anh chị. Màu này là màu đen nè. Một set như vậy, một set lớn như vậy, bên trong sẽ bao gồm là thêm hai hộp nhỏ nha mấy anh chị. Chỉ có 100.000 mà được tới 3 hộp là quá hời. Đây ạ. Đây là màu nâu là nha mấy anh chị. Màu này là màu nâu nha. Anh chị đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha mấy anh chị, sẽ có người tư vấn cho mình nha. Dạ, đây là mẫu LV nha mấy anh chị, đây là mẫu LV đây ạ. Dạ, bên trong bao gồm những set hộp nhỏ đó nha. Đây mẫu LV nha mấy anh chị. LV đây ạ. Chỉ có 100.000 mà được tới 3 set hộp, 3 hộp nhỏ thì quá hời rồi. Đây, đây là mẫu Gucci bên em nha mấy anh chị. Mẫu này rất là hot bên em nha. Đây là mẫu Gucci ạ. Rất là hot nha mấy anh chị. Cái nắp này là màu vàng kim nha mấy anh chị, rất là đẹp nha. Dạ đây. Một set như vậy giá là 100.000 nha mấy anh chị. Anh chị đặt hàng từ 10 set bên em để cho mình với giá là 95.000 anh chị ha. Đây nha mấy anh chị. Đây ạ, đây là mẫu Gucci nha mấy anh chị. Mẫu này là mẫu Gucci nha. Đây mẫu Gucci này nha mấy anh chị, mẫu này rất là xinh nha. Anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em nha mấy anh chị. Dạ, đây là mẫu giỏ may sọt nhỏ nha mấy anh chị ơi. Anh chị đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em, sẽ có người tư vấn cho mình nha mấy anh chị. Hôm nay set hộp em sẽ sale với giá là 100.000 một set nha mấy anh chị. Bên trong bao gồm là 3 set hộp. Bên em live và khung giờ là 9 giờ sáng, 11 giờ trưa và 2 giờ chiều nha mấy anh chị. Anh chị like trang dùm em để khi nào bên em like mình sẽ nhận được thông báo nha mấy anh chị. Anh chị like trang và thích trang giúp em nha mấy anh chị ha. Dạ, phụ kiện Hoa Thiên Phát đó, xin cảm ơn anh chị đã xem like của em vào khung giờ này. Cảm ơn anh chị hôm nay ha, đã xem like ha. Có gì khoảng chừng 11 giờ bên em sẽ like tiếp, cho nên mời anh chị đón xem like của em nha mấy anh chị. Phụ kiện Hoa Thiên Phát cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ.